Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin điểm nóng sân cỏ trưa ngày 19 tháng 11. Rất nhiều tin tức nổi bật và nóng hổi sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị trong bản tin ngày hôm nay. Sau đây là những tin chính có trong chương trình. Huấn luyện viên đội tuyển Lào cảnh báo đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup. Tuyển Nga bị cấm dự World Cup 2026. Chấp nhận mất lớn, MU tống khứ Anthony. Huấn luyện viên Shin Tae-yong sắp bị sa thải. Đội tuyển Indonesia đã bị đẩy xuống vị trí cuối bảng C ở vòng loại thứ 3 World Cup 2026 sau thất bại 4-0 trước đội tuyển Nhật Bản. Theo tính toán của Footy Ranking, Indonesia chỉ có 0,5% cơ hội giành vé trực tiếp tham dự World Cup 2026, top 2 ở bảng C. Cơ hội để họ lọt vào vòng loại thứ 4 World Cup 2026 là 16%, top 4. Điều đó có nghĩa rằng Indonesia có tới 84% khả năng bị loại. Sau thất bại của Indonesia trước đội tuyển Nhật Bản, dư luận Indonesia đã xuất hiện làn sóng kêu gọi Liên đoàn bóng đá Indonesia PSSI sa thải huấn luyện viên Shin Tae-yong. Họ cho rằng huấn luyện viên người Hàn Quốc không đủ năng lực để cầm quân đội bóng với nhiều ngôi sao ở châu Âu như Indonesia. Ông không phát huy hết sức mạnh của đội bóng. Trước tình hình đó, chủ tịch PSSI là ông Eric Thohir khẳng định sẽ quyết định về tương lai của huấn luyện viên Shin Tae-yong sau trận đấu gặp Ả Rập Xê Út. Ông cho biết: "Tôi không thể bình luận về việc thay đổi huấn luyện viên ở thời điểm này. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ có cuộc đánh giá sau trận đấu với Ả Rập Xê Út. Điều tôi không thích là chúng tôi không thể phát huy được sức mạnh tối đa. Trong những trận đấu lẽ ra phải thắng, Indonesia lại không thể giành được chiến thắng. Tôi đã nói điều này công khai trước huấn luyện viên và các cầu thủ." Huấn luyện viên đội tuyển Lào cảnh báo đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup. Sau trận hòa trước Thái Lan trong trận giao hữu mới đây, huấn luyện viên đội tuyển Lào là huấn luyện viên Ha Hyok-jun khẳng định đội bóng của ông có thể chơi tốt hơn cả trận đấu này khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2024. Ông chia sẻ: "Tôi tin rằng các cầu thủ sẽ còn tiến bộ và chơi tốt hơn nữa khi chúng tôi gặp đội tuyển Việt Nam. Trận đấu này chúng tôi còn được chơi ở trên sân nhà." Trước đó, huấn luyện viên người Hàn cũng có những chia sẻ về tình hình chuẩn bị cho AFF Cup của đội tuyển Lào. "Chúng tôi vẫn còn đủ thời gian để khắc phục những điểm yếu của mình trước AFF Cup 2024. Bóng đá Đông Nam Á đang có sự phát triển không ngừng, bên cạnh những Thái Lan, Indonesia cũng rất đáng ngờm với nhiều cầu thủ nhập tịch, còn Việt Nam cũng là một đội bóng rất mạnh." Tiền vệ Buphachan Bunkong, người đã ghi bàn giúp Lào hòa Thái Lan, cũng tỏ ra tự tin hướng đến trận đấu với đội tuyển Việt Nam. "Chúng tôi sẽ tiếp tục tập luyện, chuẩn bị kỹ lưỡng cho AFF Cup 2024. Tôi hy vọng cổ động viên sẽ đến cổ vũ đội tuyển Lào để chúng tôi có thể tạo nên một trận đấu tốt hơn nữa khi gặp đội tuyển Việt Nam." Danh sách đội tuyển Việt Nam thiếu vắng nhiều công thần. Huấn luyện viên Kim Sang-sik công bố danh sách 30 cầu thủ sang Hàn Quốc tập huấn trước AFF Cup 2024. Những cái tên từng là công thần của đội tuyển như Nguyễn Công Phượng, Quế Ngọc Hải, Đỗ Hùng Dũng không có mặt trong danh sách của chiến lược gia người Hàn. Dù thể hiện phong độ khá tốt từ đầu mùa và rất được chờ đợi để trở lại đội tuyển lần này, nhưng Công Phượng lại không có tên khiến nhiều người tiếc nuối. Cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai ghi 4 bàn và kiến tạo 1 bàn giúp đội hạng nhất Bình Phước, nhưng chưa đủ để thuyết phục huấn luyện viên Kim Sang-sik. Trong khi đó, hai đội trưởng gần nhất của đội tuyển Việt Nam kể từ năm 2018 là Quế Ngọc Hải và Đỗ Hùng Dũng đã không có được thể trạng và thể lực tốt nhất. Cùng với đó là vấn đề tuổi tác khiến cả hai khó đạt được hiệu suất thi đấu cao như sự kỳ vọng. Tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son và hậu vệ Việt Kiều Jason Quang Vinh Pendon cũng không có tên. Pendon chưa hoàn tất thủ tục nhập tịch. Trong khi đó thì Xuân Son đang chờ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á xác nhận tư cách về việc đủ 5 năm sống liên tục tại Việt Nam như quy định của FIFA. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 21 tháng 11 tới đây tại Hà Nội, sau đó sẽ di chuyển sang Hàn Quốc để tập huấn từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12. Sau khi trở về chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, đội tuyển sẽ được tăng cường lực lượng từ các cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Nam Định. Thời điểm này, đội bóng Thành Nam cũng vừa kết thúc trận đấu cuối cùng tại vòng bảng Cúp C2 châu Á 2024. Việt Nam thắng đậm Indonesia. Đội tuyển Futsal nữ Việt Nam tự tin bước vào trận đấu thứ 2 ở giải Futsal Đông Nam Á 2024 gặp đội tuyển Indonesia. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng nhanh chóng dồn lên ép sân ngay từ những phút đầu tiên và sớm có bàn thắng do công của Nguyễn Phương Anh sau tình huống phối hợp ấn tượng với Thanh Hằng. Đến phút thứ 5, tỷ số được nâng lên 2-0 cho đội tuyển Futsal nữ Việt Nam với tình huống đánh đầu chính xác của Bùi Thị Trang. Chỉ một phút sau, Bùi Thị Trang hoàn tất cú đúp sau cú căng ngang thuận lợi của Thanh Hằng. Phút thứ 12, sau pha phản công mẫu mực, Thùy Trang chuyền bóng thuận lợi cho Biện Thị Hằng nâng tỷ số lên 4-0. Sang hiệp 2, đội tuyển nữ Futsal Việt Nam có một số sự điều chỉnh về nhân sự.
khi tổ đấu dự bị được tung vào sân. Trong những phút cuối, Indonesia đá power play nhưng không thể rút ngắn tỷ số và còn bị thủng lưới bàn thứ 5 khi Thanh Ngân dứt điểm chính xác vào khung thành bỏ trống ở phút thứ 38. Chung cuộc, đội tuyển nữ Futsal Việt Nam thắng Indonesia 5-0. Ở lượt trận thứ 3 tại giải Futsal nữ Đông Nam Á 2024, đội tuyển Futsal nữ Việt Nam sẽ gặp chủ nhà Philippines. Chấp nhận mất lớn, MU tống khứ Anthony. Theo truyền thông Anh, Man United quyết tâm để tiền đạo 24 tuổi ra đi trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm 2025 sắp tới. Đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng lắng nghe những đề nghị với mức giá khác nhau, thậm chí chấp nhận cả những đề xuất cho mượn nếu không thể bán được ngôi sao này. Anthony đang hưởng mức lương 200.000 bảng một tuần. Anh ra sân tổng cộng 87 trận cho Man United, ghi được 12 bàn thắng và có 5 pha kiến tạo. Mùa giải này, anh đã có 5 lần ra sân, trong đó có 1 lần đá chính tại Premier League. Các báo cáo của Man United cho biết, Anthony thường xuyên có thái độ không tốt trong quá trình luyện tập cùng đội bóng và chính cầu thủ 24 tuổi này là tác nhân gây ra cuộc chia rẽ trong phòng thay đồ. Ban huấn luyện của Quỷ Đỏ đang lên kế hoạch thay thế cho cầu thủ người Brazil bằng bản hợp đồng Giovanni Quenda đến từ câu lạc bộ Sporting Lisbon. Quỷ Đỏ từng tiêu tốn 81,3 triệu bảng để có được sự phục vụ của tiền đạo người Brazil từ Ajax năm 2022. Tuy nhiên, Anthony liên tục nhận về những chỉ trích vì màn trình diễn kém cỏi trong màu áo Man United. Dù được huấn luyện viên Erik ten Hag trao nhiều cơ hội, cựu ngôi sao Ajax vẫn không thể hiện được tốt phẩm chất của mình. Đội bóng yếu nhất FIFA làm nên lịch sử. Lần đầu tiên, San Marino thắng trên sân khách ở một giải đấu chính thức từ khi thành lập là vào năm 1931. Đây cũng là lần đầu đội xếp chót trên bảng xếp hạng thứ bậc FIFA ghi nhiều hơn một bàn trong một trận đấu ở giải chính thức. Trên sân Rennes Park Vaduz vào ngày 18 tháng 11, Lichten nhập cuộc tốt hơn và mở tỷ số nhờ công của tiền vệ Aaron Sale. Sang hiệp 2, San Marino đã thi đấu bùng nổ, ghi liền 3 bàn thắng nhờ công của Lorenzo Lazzari, Nicolo Nani, Alessandro Golinucci để làm nên một chiến thắng lịch sử. Quan trọng hơn, chiến thắng 3-1 trước Liechtenstein hôm qua đã giúp San Marino chiếm đỉnh bảng D1 để thăng hạng lên League C Nation League mùa giải 2026-2027. Họ cũng có thể thoát khỏi vị trí thứ 210 khi FIFA cập nhật bảng thứ bậc lần tiếp theo vào ngày 28 tháng 11. Vị trí này khiến họ luôn được xem như đội tuyển quốc gia yếu nhất thế giới trong nhiều năm qua. Bên cạnh đó, đội tuyển San Marino với vị trí nhất một bảng của Nation League cũng nhận được ưu tiên đặc biệt ở vòng loại World Cup 2026. Họ sẽ có cơ hội để tham dự vòng đấu play-off của khu vực châu Âu, tranh suất đến Bắc Mỹ vào mùa hè 2026. Đội tuyển Nga bị cấm dự World Cup 2026. Ngày 13 tháng 12 năm 2024 sắp tới, UEFA và FIFA sẽ tiến hành bốc thăm cho vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. Theo thể thức, các đội tham dự sẽ được phân chia các nhóm hạt giống dựa trên hệ số UEFA tại thời điểm bốc thăm, với các đội được chia thành 12 bảng, gồm bảng có 4 đội và bảng có 5 đội. Mỗi đội sẽ thi đấu với nhau theo thể thức sân nhà và sân khách. Theo kênh truyền hình Match TV, đội tuyển Nga sẽ không hiện diện trong lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu vào ngày 13 tháng 12 sắp tới. Điều này đồng nghĩa với việc Nga sẽ không tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra vào năm 2026. Trước thời điểm bốc thăm đã có những thông tin trái chiều về khả năng đội tuyển Nga sẽ được thi đấu trở lại. Tuy nhiên, UEFA và FIFA chưa đưa ra thông tin chính thức nào. Hai tổ chức này không loại trừ khả năng sẽ tiếp tục kéo dài án cấm thi đấu với đội tuyển Nga. Từ tháng 2 năm 2022, mọi đại diện của bóng đá Nga, từ cấp độ đội tuyển đến câu lạc bộ đều bị cấm tham dự đấu trường quốc tế. Với đội tuyển Nga, họ đã vắng bóng ở World Cup 2022, Euro 2024 và UEFA Nation League. Quyết định của FIFA và UEFA gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều tờ báo đã lên án hai tổ chức này vì cho rằng họ đã vi phạm nguyên tắc hoạt động khi để yếu tố chính trị ảnh hưởng vào hoạt động thể thao. Không chỉ bóng đá, Nga còn bị cấm tham dự ở các hoạt động thể thao quốc tế như Olympic, FIFA và UEFA.